xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh thời sự và giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Đệ nhất phu nhân Melania Trump kêu gọi nước Mỹ chấm dứt bạo loạn, đoàn kết đất nước. Tác giả Trần Đặng Quang, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Và... Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có bài phát biểu cảm động trong đêm thứ hai của Đại hội Quốc gia Đảng Cộng Hòa hôm ngày 25 tháng 8. Bà Trump kêu gọi người dân Mỹ hãy chấm dứt bạo loạn trong bối cảnh toàn nước Mỹ vẫn diễn ra các cuộc biểu tình phản đối bất bình đẳng chủng tộc. Đệ nhất phu nhân cũng gửi thông điệp cảm thông sâu sắc đến những người gặp tổn thương và những người đã mất đi người thân yêu trong đại dịch virus corona. Bà cũng mạnh mẽ bảo vệ quan điểm chồng bà nên được tái cử và nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump yêu đất nước này và ông biết cách hoàn thành công việc. Phát biểu từ sân khấu dựng lên tại Vườn Hồng và Bạch ốc trước sự có mặt của Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Pence, đệ nhị phu nhân Karen Pence và đông đảo quan khách. Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dành phân nửa thời lượng phát biểu gần 30 phút của mình để nói về bất ổn chủng tộc tại mỹ như tất cả quý vị tôi đã suy nghĩ về tình trạng bất ổn chủng tộc trong đất nước ta đó là một thực tế xấu xí mà chúng ta không lấy gì làm tự hào về nhiều phần lịch sử của ta bà trump thừa nhận tôi khuyến khích mọi người hãy tập trung vào tương lai của chúng ta đồng thời vẫn rút ra được bài học từ quá khứ ngày nay chúng ta phải nhớ rằng tất cả chúng ta là một cộng đồng được hình thành từ nhiều chủng tộc, dân tộc và tôn giáo. Với giọng điệu khác hẳn chồng của mình, đệ nhất phu nhân đã kêu gọi người dân đất nước này hãy dành thời gian dừng lại và tìm hiểu mọi thứ từ tất cả các góc độ. Tôi kêu gọi mọi người hãy đoàn kết cùng nhau theo cách dân sự để chúng ta có thể làm việc và tuân thủ các ý tưởng Mỹ tiêu chuẩn. Tôi cũng yêu cầu mọi người hãy chấm dứt bạo lực cướp phá và những hành động được làm nhân danh công lý và đừng bao giờ suy diễn dựa trên màu da của một người. Thay vào đó, hãy xả bỏ mọi thứ và chúng ta hãy suy ngẫm về chính lỗi lầm của chúng ta. Gần đầu bài phát biểu, Đệ Nhất Phu Nhân đã gửi thông điệp cảm thông đến những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona tôi gửi lời thông cảm sâu sắc tới tất cả mọi người đã mất đi người thân yêu và cầu nguyện cùng với những người đang bị bệnh hay đau khổ. Tôi biết nhiều người rất lo lắng và một số người cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn quý vị biết rằng quý vị không cô đơn. Bà Trump nói, đệ nhất phu nhân cũng bày tỏ lòng biết ơn và thương cảm đối với những người đang làm việc trên tuyến đầu trong các cuộc chiến chống lại đại dịch virus Bà Melania Trump nhấn mạnh tới tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng sức khỏe này. Bà nói, tôi muốn thừa nhận thực tế rằng, từ tháng 3, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Kẻ thù vô hình này, COVID-19, đã càn quét khắp đất nước tươi đẹp của chúng ta và gây ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Tuy nhiên, đệ nhất phu nhân cũng bảo vệ chồng bà Tổng thống Trump bảo vệ cuộc chiến của ông đối với virus corona vốn đang bị ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden chỉ trích nặng nề. Bà Trump nhấn mạnh, chính quyền của chồng tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho tới khi có được liệu pháp điều trị hiệu quả hoặc vaccine cho tất cả mọi người. Donald Trump sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi ông ấy đã làm được tất cả những gì ông ấy có thể để chăm sóc mọi người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khủng khiếp này đệ nhất phu nhân cũng đang cố gắng bảo vệ những phát biểu của chồng bà được coi là mạnh bạo và thậm chí bị phe đối lập gán nhãn là phát ngôn thô lỗ tất cả chúng ta biết donald trump không giấu giếm cách suy nghĩ của ông về mọi thứ bà trump xác nhận sự trung thực hoàn toàn là điều mà người dân chúng ta xứng đáng được nhận từ vị tổng thống của mình dù bạn có thích điều ông nói hay không thì bạn luôn biết những gì ông ấy đang nghĩ Xong, đệ nhất phu nhân cũng nhấn mạnh rằng Donald Trump muốn bảo đảm gia đình của quý vị được an toàn. Ông ấy muốn giúp gia đình quý vị đạt được thành công. Ông ấy không muốn gì khác hơn là đất nước này được thịnh vượng và ông không lãng phí thời gian để chơi trò chính trị. Đệ nhất phu nhân cũng cho rằng chồng bà tiếp tục làm tổng thống thêm 4 năm là điều tốt nhất cho đất nước chúng ta. Bà Melania Trump sinh tại Slovenia và từng là người mẫu thời trang, nữ doanh nhân, đã trở thành công dân Mỹ vào năm 2006. Qua bài phát biểu tối ngày 25 tháng 8, bà Trump cũng đã khái quát về câu chuyện giấc mơ Mỹ thành công của mình. Đệ nhất phu nhân nhấn mạnh rằng, được trở thành một người Mỹ vẫn là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì nhờ lao động chăm chỉ và tinh thần quyết tâm tôi đã có thể đạt được giấc mơ Mỹ của chính mình. Bà Trump nhấn mạnh rằng, là một người nhập cư, một người phụ nữ rất độc lập. Tôi hiểu đó là đặc ân khi được sống ở đây và được tận hưởng các quyền tự do và cơ hội chúng ta có. Đệ nhất phu nhân với bài phát biểu truyền cảm hứng của mình cũng đã nói về công việc của bà đối với trẻ em và sáng kiến Be Best cho bà đề sướng một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng tập trung vào phúc lợi cho trẻ em và vận động chống lại tai nạn bắt nạt trên mạng trực tuyến và thực trạng lạm dụng chất gây nghiện. Bà đã vạch ra nghị trình nhiệm kỳ 2 làm đệ nhất phu nhân nếu chồng bà được cái cử. Bà cũng nhấn mạnh rằng tiếng nói của phụ nữ phải được lắng nghe và đã ca ngợi chồng bà vì đã được xây dựng một chính quyền với số lượng phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo chưa từng có trong tiền lệ. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đang hy vọng rằng uy tín của đệ nhất phu nhân trước công chúng sẽ giúp chồng bà vượt qua được một trong những điểm yếu lớn nhất của ông, vị thế trong nhóm cử tri nữ giới. Theo một khảo sát toàn quốc do Fox News thực hiện vào tháng này, ông Biden đang dẫn ông Trump tới 12 điểm trong nhóm cử tri nữ giới. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung đệ nhất phu nhân Melania Trump kêu gọi nước Mỹ chấm dứt bạo loạn và đoàn kết đất nước tác giả Trần Đặng Kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung đệ nhất phu nhân Melania Trump kêu gọi nước Mỹ chấm dứt bạo loạn đoàn kết đất nước tác giả Trần Đặng Quang đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.